Kênh ký ức chiến tranh trân trọng gửi tới quý vị và các bạn. Tiểu thuyết với nhan đề Hòn đất. Tác giả nhà văn Anh Đức. Sau đây mời các bạn cùng nghe. Tập thứ 7. Nhưng khi tỉnh dậy, Hoàn hồn nhớ ra mọi việc và sực trông thấy mẹ sáu bà cả sợi vụt nhào từ trên ván xuống, lết tới, sụp dưới chân mẹ sáu mà lạy. Bà vừa lạy vừa khóc ròng, bà kêu lơ lớ. Bà giết tôi đi, bà sáu lấy cây dao cắt cổ tôi đi. Mẹ sáu ngồi chơ ra đó, rồi mẹ cũng khóc mùi. Chị hai thép lôi bà cả sợi ra, đỡ bà trên tay. Chị nói, bà sáu không giết thím đâu, thím đừng lạy, đừng khóc nữa. Bà Sáu với lối xóm đây có thù là thù thằng xăm thù thằng Mỹ Diện chứ không thù bà cả sợi đâu. Tôi phải giết thằng xăm. Bà cả sợi trồm dậy la lớn, những ngón tay đen đúa của bà co quắp lại. Mắt bà mở chừng chừng nhìn ra ngoài cửa. Thím ba ú nói, thôi bây giờ tôi đưa thím về nhà nghỉ, nghe. Tôi đi, mình ên tôi đi được. Không, tôi đưa thím đi. Thím ba ú vừa nói vừa nắm tay bà cả sợi dắt đi. Thím đưa bà đi được một đỗi thì gặp cả mị cũng đang hoảng hốt chạy tìm mẹ. Thím bảo cả mị, con mị đưa má bay về, phải coi chừng má bay vừa mới xỉu nữa đó. Cả mị dìu mẹ về tới nhà thì gà trong xóm đã gáy rộn, nhưng cả mị biết đêm chưa tàn. Đấy là gà ngủ được một giấc, mở mắt thấy ánh trăng ngỡ trời sáng nên cất tiếng gáy. Cả mị đặt mẹ lên vạt xong, cô ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào chân vạt. Cô gục đầu xuống, đôi tay khoanh nơi gối, nghĩ tới chị sứ, nghĩ tới cuộc gặp gỡ tại hang hòn ban nãy, nghẹn ngào căm tức thằng xăm. Khác với mẹ mình, cả mị không đến nỗi đau đớn như thế. Mức độ đau đớn của cô có khác. Cô căm tức nhiều hơn và thương chị sứ không biết để đâu cho hết. Sau cái chết của chị sứ, giờ đây cả mị càng sẵn sàng lao mình vào bất cứ việc gì để hỗ trợ cho cuộc chiến đấu trong hang, để báo thù cho chị sứ. Đồng thời như là để chuộc lại mọi tội lỗi mà thằng anh tàn bạo của cô đã gieo xuống đất này. Cả mị ngồi im tới trăng lặn. Giờ thì gà đã te te gáy sáng thật. Cô đứng dậy, đến đằng nhà chị hai thép. Cả mị vừa ra khỏi nhà thì thằng xăm mò đến. Cùng đi với hắn có tên lính hộ vệ người bé nhỏ, đôi mắt láo liên. Đây là lần thứ hai thằng xăm ghé qua nhà mẹ. Đầu hắn vẫn đội sụp cái kết ba rèm. Lưỡi chai vài phía trước che muốn hết cái chán vốn đã ngắn của hắn. Chỉ để lộ ra hai tròng mắt trắng giã. Thằng xăm đi nghiêng nghiêng, vai trái hơi sệ xuống, không nhúc nhích. Tên lính loát chót đi trước vào nhà, thằng xăm chưa vào. Trong lúc trời đất còn mờ mờ chưa tỏ hẳn, hắn đứng giữa sân, những đầu nhìn lu nước, nhìn ra nhà trống trước trống sau. Hắn lắng tai nghe tiếng gió giật trái là sành sạch. Trước mặt hắn cây xua đũa với vòm lá thưa loang thoáng hơi sương lâu lâu lại rụng xuống vài bông trắng. Những cái bông xua đũa êm ái chạm mặt đất, không phát ra một tiếng động. Đầu đây xông vào mũi thằng xăm mùi bùn non quăng quăng của một cái ao mới cạn những cái đó, từ tiếng gió giật, từ cảnh hoa rụng trong đêm tàn, từ mùi bùn tất cả hình như gieo vào lòng thằng biệt kích ác ôn nỗi chắc ẩn. Đứng lại mảnh sân nhà hưu quạnh của người mẹ, thằng biệt kích chừng như mới bắt đầu có lại được cảm giác thông thường của con người. Nhưng không chịu nổi lâu với cảnh đó, hắn quay phắt, đi lục sục vào nhà. Bà cả sợi đã thức dậy, ngồi trên bộ vặt, chân thóng xuống. Bà đã biết có thằng xăm về, vì tên lính hộ vệ vào trước đã cho bà hay. Thằng xăm vào nhà, đi tới đi lui. Hắn dừng lại trước mặt bà cả sợi hỏi. Tụi nó đánh má có đau không? Bà cả sợi không đáp. Thằng xăm đi tới đi lui, cánh tay trái vẫn ngay đờ. Mà má đi theo mấy con mẹ đờn bà hòn đất làm chi? Phải không có má ở đó, tôi ra lệnh bắn té hết. Đứng lại giữa nền nhà giờ đã sáng ra, hắn đưa tay mặt bợ cánh tay trái bị thương, hậm hực nói. Cái con sứ đó cứng cổ quá, chém ba dao không dứt. Đồ đờn bà ngu, theo Việt Cộng Chi cho thảm thiết. Con mẹ của nó bạc đầu mà cũng như vậy. Biểu khuyên lơn con, không chịu là không. Nè, má biết hôn, tụi trong hang gần chết hết rồi. Không cơm ăn, không nước uống, chịu sau thấu. Chút nữa giáo giáo xương, tôi cho lính chất dơm trộn ớt đốt hang nữa. Cho thằng nào con nào ở trong cũng phải chun ra hết. Nghe thằng xăm nói, bà cả sợi vẫn nín thinh. Thỉnh thoảng bà liếc mắt nhìn nó, cái liếc nhìn của bà sáng nay trông dễ sợ ánh mắt bà vừa tỉnh táo vừa dại dại thằng xăm chợt hỏi má nè con mị đâu rồi nó đi vô xóm thằng xăm ngồi lên bộ ván giữa ngã người nằm xuống hắn ngó lên nóc nhà dây lâu bỗng nhổm người dậy lần này tiêu diệt hết việt cộng rồi tôi đóng bót ở đây ruộng vườn của ông già tôi lấy lại giáo ai làm ruộng phải nộp lúa ruộng ai làm vườn phải nộp tiền vườn mấy năm rồi ai giật thì bây giờ phải nổ thoái, không được thiếu một hột lúa. Bà cả sợi nghe hắn nói, ngồi im một chốc mới thốt. Thằng xăm mày nói đóng bóp vậy chớ có chắc không? Xăm chỏi chân bật đứng ngay lên. Chắc chớ, nhất định là tôi đóng bóp, cất nhà lại đàng hoàng. Má với con mị cứ ở không ăn, khỏi nắn nổi, đưa đát chi cho cực. Lâu lâu tôi cho xe đưa hai người lên rạch giá chơi. Tôi biểu vợ tôi sắm cho con mị nhiều quần áo tốt con mị mà sửa soạn vô coi ngộ lắm. Thì để coi coi. Bà cả sợi nói giọng như thường. Đoạn bà bước xuống bộ vạt, đi ra sau chuồng gà bắt luôn hai con gà từ chói lại. Bà xách hai con gà liệng giữa nhà nói. Xăm à, mày với chú lính đây ở lại ăn cơm nghe. Được, được. Vẻ mặt thằng xăm hớn hở hẳn lên. Hắn lột cái kết ba rèm trên đầu liệng xuống ván. Rồi hắn co giày khẽ đá hai con gà, khen hai con gà này mậy đê ơ y. Hắn vui vẻ móc bóp, lấy một tờ bạc hai trăm đưa tên lính. Hai nhỏ, mày đi mua rượu, coi ở tiệm có gì nhậu được không cứ mua thêm. Thằng lính hai nhỏ gión cầm tờ bạc, thằng xăm tháo cái bi đông rượu, chớ một bi đông thì không thể nào uống đủ. Thằng lính hai nhỏ đi ngay, đi tới cửa nó sực nhớ cây súng trên bộ ván, quay lại tính lấy. Thằng xăm khoát tay, cứ đi đi, để súng đây tao coi cho. Không lẽ Việt Cộng ở trong hang lòn ra đây rực súng sao mà sợ? Tên hai nhỏ đi rồi, thằng xăm vẫn tiếp tục sống trong cái trạng thái vui vẻ. Có lẽ đời hắn dạo ẩn đây chưa bao giờ được vui như vậy. Bà cả sợi nhóm bếp, bắt cái trá đất lên nấu nước. Thằng xăm nói, ở xứ hòn này xài cái gì cũng bằng đất, dở quá, để rồi mua xăng nhôm chảo sắt mà nấu. Ở trên rạch giá bây giờ đâu có ai xài thứ nồi om trá đất này nữa. Bà cả sợi cầm con dao dâu kề vào cổ con gà, Nghe hắn nói thế thì dừng dao ngó xuống. Bà nhổ thêm mấy cái lông nơi cổ gà rồi kể lưỡi dao cắt. Con gà hấp hìm đôi mắt, kêu khe khẽ trong cuống họng. Máu ở cổ gà phì ra nhiều tong tong xuống cái ơ đất kê bên dưới. Thằng xăm ngồi trồm hổm một bên coi. Hắn buột miệng lầm bầm. Coi giống máu ở cổ con sứ nhiều xuống hôm qua quá. Lần này, bà cà sợi bùn rùn muốn buông dao. Tim bà thắt lại, nhưng bà cố nén. Cầm con dao cắt cổ nốt con gà thứ hai thằng xăm thì vẫn ở trong cái tâm trạng vui vẻ. hắn giúp bà cà sợi một tay, vặt lông gà. bà cà sợi lặng thinh làm gà. một con gà đem luộc nước dừa xiêm, một con đem rang muối. hai món này người khơ me rất ưa. một mình bà đứng trông hai bếp. bà bắt cái ơ đổ tràn nước dừa. một bếp bà bắt cái nồi om đất. trong nồi đã có bỏ muối hột và lót vỉ tre. đợi mới bắt đầu nóng nhảy trong nồi bà cà sợi mới đặt con gà đã nhỏ hết nước lên vỉ, rồi đậy kín nắp vung bà trông coi hai cái bếp rất kỹ, mắt nhìn nước rửa sủi tăm và tai lắng nghe tiếng muối nổ lắc rắc. Có lẽ trong suốt đời mình chưa có khi nào bà cả sợi nấu nướng chăm chú, cẩn thận như buổi sáng nay. Lúc tên lính hai nhỏ xách hai bi đông rượu về, thì lát sau gà cũng đã luộc và rang xong. Con gà luộc chín mọng, con gà rang khô xe. Bà cả sợi xé gà xếp vun hia vịm nhỏ, đâm muối ớt và sắc chuối cây trộn ghém. Bà bày đầy cái mâm gỗ cũ kỹ mòm mép, dọn lên bộ ván giữa. Trong bữa ăn, bà cả sợi không ăn mấy. Bà uống rượu từng chén, ép thằng xăm và tên lính cùng uống. Đây là bữa đầu tiên bà cả sợi ăn chung mâm với con. Thằng xăm với tên lính hai nhỏ nốc rượu ừng ực, ăn thịt gà ngốn ngấu. Hai bi đông rượu đều cạn, nhưng gà chỉ còn lại hơn nửa con. Bà cả sợi nói, để dành cho con mị. Ăn xong, tên hai nhỏ lăn ra ngủ, thằng xăm ngồi nói bông quơ vài câu rồi cũng ngã ra ván của tay chụp cái kết vải đệ mặt lát sau hắn cất tiếng ngày khò khò bây giờ thì bà cả sợi đã đến đứng sát bên bộ ván thằng xăm ngủ tay phải bà xách cây dao dâu tay trái bà run rẩy kéo nhẹ cái kết ba rèm trên mặt thằng xăm ra mắt hắn vẫn nhắm nghiền bộ mặt hắn bóng nhoáng nhờn nhờn bộ mặt này trước kia đã có lúc bà cả sợi ghì sát vào lòng hôn hít đôi môi này trước đã ngoạm bú vú bà chùn chụt nay bộ mặt ấy thay đổi quá hồi đó nó còn là một đứa bé nay nó là một thằng biệt kích một kẻ đã từng mổ bụng moi mật và ăn gan người hồi đó nó chả biết gì thế mà bây giờ nó biết sống chết cố dựng lại ngôi nhà trên chính cái nền nhà của cha nó bị nông dân phá sụp người ơn của mẹ nó thì nó chém chết không thương tiếc rồi còn bảo con gà bị cắt bico nhiều máu thế nào thì người bị nó chém cũng nhiều máu như vậy mẹ nó vốn xuất thân là một người nắn nổi đất Thế mà bây giờ nó nói nồi đất chẳng ra gì, sánh với nồi nhôm. Nó chẳng biết mẹ nó ngày xưa sống được là nhờ những cái nồi đất ấy. Nó cũng chẳng cần biết có nồi đất thì người nghèo như mẹ nó mới nấu được cơm, và có nồi đất thì mới cất được nên rượu nếp nồng nàn mà nó vẫn ưa uống hơn cả. Thằng xăm là đứa biết và không biết một cách có ý thức về mọi điều đó. Tuy nhiên có lúc, hắn còn biết nghĩ đến một điều là nghĩ về mẹ và đứa em gái hắn. Mặc dù điều này cũng rất đối mong manh, nhưng chính bởi cái đó nên đã ba lần bà cả sợi giơ dao lên rồi lại từ từ hạ xuống khốn thay cái khả năng duy nhất có thể cho phép thằng xăm thoát hiểm cũng lung lay nốt những tội lỗi trên kia đã choán phủ tất cả xóa đi tất cả không để người mẹ còn nhận được hắn là con của mình nữa cho nên sau những phút trần trừ do dự bà cả sợi dựng con dao dâu vào vách và chạy ra khỏi nhà hồi lâu giữa lúc thằng xăm và tên lính hãy còn ngủ có hai bóng người lẻn vào cửa sau đó là hai du kích còn nấu lại ngoài xóm một anh du kích đứng cầm trái lựu đạn gác cửa, còn một anh cầm má tấu phăm phăm đi giết vào chỗ thằng xăm ngủ. Thằng xăm chết ở nhát má tấu chém phụt xuống rất nặng và gọn. Đầu hắn đứt lìa văng ra cách kế cổ đang phun máu của hắn chừng nửa gang tay. Tên lính hai nhỏ nghe động giật mình choàng dậy, chụp súng. Nó cũng liền bị anh du kích chém đổ ngay xuống ván. Nhát má tấu này ăn sách từ dưới lạm cầm lên tới mang tay tên lính xấu số. Lưỡi má tấu mắc dính trong đó, anh du kích loay hoay mất một lúc mới nhấc ra được. Nắng trưa đã dọi thẳng xuống đỉnh các ngọn dừa. Ánh nắng in thành vệt trên những đống dơm chất dài trong vườn. Cạnh đó, mấy bao tải chứa ớt khô và vôi bột mà bọn giặt mới vác từ suối đến cứ xếp chồng lên nhau. Đợi mãi chẳng thấy trung úy xăm đâu, tên thiếu úy ba ra lệnh cho bọn lính bắt đầu đội dơm lên đầu, chia thành hai cánh, men vào hai bên mép miệng hang. Trông những tên lính vác dơm thật buồn cười. Chúng đi rón rén như kẻ trộm mặc dù hai khẩu đại liên của chúng đặt trong mé vườn đã được nạp đạn, chĩa nòng vào miệng hang để đề phòng bất chắc. Bọn lính nối đuôi nhau đi mỗi lúc một xa. Khi chúng đi vào tới vạt cỏ ống che khuất, đến lưng, thì chỉ còn thấy những đống dơm biết đi, xô đầy, hêu hêu trên đầu ngọn cỏ. Chúng đến hai bên mé hang, hất dơm trên đầu xuống thành hàng đống dài, vàng hóa. Những thằng lính vác các bao ớt bột, vôi bột men ra sau cũng đã đi được nửa đường. Sau rốt tên thiếu úy gọi mấy thằng lính vác xào tre dài lêu đêu, vàng ống, xông vào. Những cây tre này chúng vừa đốn hồi sáng ngoài bãi tre, và do đó bà con đã kéo tới chỗ tên thiếu tá làm âm lên. Khi tên thiếu tá chịu xuất tiền bồi thường thì những thằng lính đó mới vác tre đi được. Vào đến miệng hang, tên thiếu úy ba một mặt cho lính chạy vào xóm kiếm thằng xăm, một mặt cho dạch mấy bao vôi, ớt. Chúng đổ rắc vôi và ớt bột vào tất cả các bó dơm rồi dùng xào tre xiên qua các bó dơm đó đẩy tới miệng hang. Dơm mới đùn tới miệng hang thì súng trong bắn sổ ra. Dơm khô bị những viên đạn nóng dày cỏ sát, ngún khói và trong nháy mắt cháy bùng lên. Tên thiếu úy nằm dạp xuống cỏ từ nay giờ thấy thế liền bật cười hô hố. Hắn co chân đạp gió lia lìa, la lên. Tốt lắm, tụi nó mồi lửa dùm mình, đẩy dơm vô, đẩy dơm vô nữa đi. Bọn lính cầm xào che ra sức đẩy dơm tới giữa miệng hang. Lát sau miệng hang dùn đầy dơm, bộn bể xù sụ, dơm khô bén lửa cháy phừng lên giữa buổi trưa nắng trang trang súng bên trong cũng im bặt không bắn ra nữa bọn lính tiếp tục dùng xào đẩy dơm vào miệng hang tên thiếu úy vẫn nằm xoài trên cỏ theo lệnh hắn những tên xả thủ súng máy nằm bên cạnh đã đặt tay lên cỏ súng sẵn sàng quét đạn về phía miệng hang nếu có ai từ trong đó vụt chạy ra tên thiếu úy tròi tròi hai gót giày giữa khoảng không đắc chí bảo đê mẹ khói ớt mà chịu gì nổi trận này chuột phải bỏ ra khỏi hang thôi. Hễ thằng nào vọt ra, tụi bây quét liền cho tao. Những tên xạ thủ súng máy mím môi đợi, nhưng chúng chưa thấy bóng người nào ra cả. Chỉ có đám lính đứng lỗ nhố gần miệng hang vụt chạy lùi trở lại. Tên thiếu úy hỏi lớn. Cái gì? Cái gì mà chạy? Bọn lính không đáp. Thằng nào thằng nấy cứ ôm ngực ho sặc sụa, chạy tháo lui. Thì ra dơm cháy lên nhưng khói không chịu lùa vào hang luồng khói trắng xám bốc từ đống rơm cháy bị gió trong hang lồng ra, cuồn cuộn tạt qua hai bên miệng hang. Bọn lính đứng gần đó bị luồng khói độc địa phả vào mặt. Chúng hít phải hơi ớt và vôi bột, chịu không nổi, vùng chạy chuối chết. Nước mắt, nước mũi trên mặt chúng chảy ràn rụa cả ra. Có thằng bị khói ớt xông lên cay buốt tận đỉnh đầu, đứng không vững phải ngồi khuỵu xuống. Có thằng mở mắt ra không được, vừa đi vừa quở tay như bị mù. Tên thiếu úy ba ức lắm, nhỏm dậy chạy lại coi hắn cũng liền bị khói phả vào mặt ho sằng sặc và quay lui nhưng luồng khói không ngừng miết vào hai mép hang lùa theo hệt như ở trong đó có người đang quạt thốc khói ra vậy nhưng kỳ thực trong đó nào ai quạt lỗi lầm này là cũng bởi tại bọn giặc quá ngu xuẩn mà thôi trong một cái hang đã có sẵn khối thể khí nay lại dồn khói vào tất nó không nhận thêm Ban sáng khi bọn lính đi cướp dơm của bà con trong xóm có để lộ ý định sông hang thì nhiều bà con đã cười thầm trong bụng rồi. Ông Tư Đần đã nói với bọn lính. Tôi tiếc chi ba cọng dơm, mấy người muốn lấy dơm đem sông Việt Cộng thì cứ lấy. Tôi chỉ e không ăn thua gì đâu. Sao không ăn thua? Không sông nổi đâu. Một tên bảo. Thôi, đi vác dơm đi tụi mày. Ở đó nói lần khân với ổng làm chi, ổng mù, chuyện giặc giã làm sao ổng biết được chúng không rẻ ông từ đần biết rõ ông biết không thể nào xông khói vô hang được nên ông mới nói thế bây giờ lời nói ông đã được chứng thực khói cứ vẫn bay ngược trở ra tên thiếu úy mắt nhắm mắt mở bảo bọn lính như vậy không xong tụi bay phải vác xào chỏi đống rơm đó vô miệng hang sâu sâu một chút mới được ba bốn thằng lính cầm xào tre mon men lại gần miệng hang vừa đi vừa tránh khói thổi tạt vô mặt chúng đứng lóm thóm tại đó một chút rồi liều mạng nhảy đại ra trước miệng hang cầm xào đẩy dơm vào lia lịa. Đống dơm đang cháy bị đẩy vào sâu hơn. Bọn lính đẩy xong vội vàng chạy lùi về. Nhưng lần này tên thiếu úy và cả bọn lính đều thất vọng. Khói trong miệng hang vẫn cứ cuồn cuộn bay ra. Một bên lính rụi mắt cầu nhau. Gấm ra ông già mù trong xóm nói phải. Khói không chịu bay vô mà ăn thua mẹ gì. Anh ba à, nhắm không êm thì mình rút về tính kế khác. Chớ láng tráng ở đây. Phải đó, ở đây không nên rủi tụi nó trong hang sổ ra mình trở tay không kịp. Tên thiếu úy ba tức giận quát lớn. Không nên, không nên cái con cờ. Tụi nó ra thì sanh tử với tụi nó, không rút đi đâu hết thảy. Hắn lại chửi thề thêm một câu nữa, rất tục. Rủi thay, giữa lúc hắn đang nổi giận thì từ trong mé vườn có một tên lính hớt hải chạy ra. Đó là tên lính ban nãy theo lệnh hắn vào xóm kiếm thằng xăm. Tên này chạy đến nơi, mặt xanh mét không còn một giọt máu, nó nói như muốn đứt thở. Trung, Trung úy chết rồi. Tên thiếu úy ba trưng hừng, chưa kịp hỏi thì tên lính lại hồn hền nói. Thằng hai nhỏ cũng chết, Trung úy với thằng hai nhỏ bị chém. Trung úy đứt đầu, châu cha, máu chảy đầy một bộ ván. Ai chém? Bắt được chưa? Mà chém ở đâu? Tại nhà bà già của Trung úy, chưa biết ai chém. Tôi bước vô thấy hai người nằm, rồi bu đầy cổ, chứ không thấy có ai ở đấy hết. Thôi chết mẹ rồi, Việt Cộng trong xóm bắt đầu ám sát rồi. Tao nghi. Mặt tên thiếu úy tái hẳn lại, hắn hỏi, cho thiếu tá hay chưa? Tên lính đáp. Rồi, tôi chạy lên cho ông hay rồi? Ông nói sao? Ông đưng nhậu, buông rớt bể cái ly. Tên thiếu úy không hỏi thêm gì nữa, hắn liền ra lệnh bỏ cuộc un hang. Bọn lính vứt xào tre, không màng tới đám dâm còn đang cháy hù hù tất cả kéo nhau qua khoảng đất trống. Những tên lính bị chảy nước mắt và những tên lính không bị chảy nước mắt, tất cả đều bị cái tin rùng rợn kia làm cho chân tay bùn rùn. Đây là lần đầu tiên bọn lính biệt kích hoang mang run sợ nhất. Lâu nay thằng xăm gây cho chúng lòng cuồng tín cao độ. Bọn chúng vẫn tin rằng hễ có mặt thằng xăm trong trận đánh phá nào thì trận đánh phá đó ắt phải kết quả. Chúng tin rằng đi theo thằng xăm thì chỉ chúng giết được người khác chớ người khác không bao giờ giết được chúng. Lâu nay thằng xăm là tiếng gieo hò thúc giục chúng xông vào tội ác. Khi phát hiện trên đồng nước một bóng cán bộ nào thì hắn chạy xài tới như ngựa, hạ lệnh rượt đến cùng. Dù làng nước ấy ngập có tới gối, dù người cán bộ đó ở cách xa hàng ba bốn cây số. Đi biệt kích, hắn thường đánh thức bọn chúng dậy giữa đêm mưa và nói rằng chỉ có đi trong đêm mưa mới đánh được Việt Cộng. Ban đầu bọn chúng còn rụt rẻ chưa dám ăn thịt người, thì thằng xăm nhai nghiến ngấu, luôn miệng bảo trên đời không có thịt con nào ngon hơn thịt con người đối với phụ nữ, trừ mẹ và em gái, hắn có hiếp bất cứ ai. Sau lúc hiếp hắn còn cắn vú họ, hút máu và nói rằng máu đàn bà còn bổ hơn máu đàn ông. Hắn là một đứa như thế, và chính nhờ thế hắn mới được Ngô Đình Diệm phong là một trong sáu anh hùng của quân đoàn 4, chấn cứ tại miền Tây Nam Bộ. Đại đội biệt kích của hắn chả khác gì con rắn độc, mà hắn là cái đầu. Bây giờ đầu rắn bị chặt rời nên mình rắn là cái bọn biệt kích kia cũng tức khắc oằn hoại trên mặt tên thiếu úy ba, vẻ hùng hồn đã chết lặng, nhường chỗ cho nỗi hoảng sợ hiện lên làn ra mặt mỗi lúc một xanh tái. Từ khoảng đất trống dẫn tới mé vườn, hắn đi vấp ngã mấy lượt. Đôi tên biệt kích còn ngó ngoái lại miệng hang. Hôm nay đứa nào cũng thấy trong người rã rời. Cái tin thằng Sam bị chết một cách đột ngột cùng cuộc un hang thất bại gieo vào lòng chúng nỗi chán ngán đến mệt mỏi. Sau lưng chúng, đống rơm ở miệng hang đã cháy rụi. Khói trắng bay là là ra tới khoảng đất trống đống cho dơm trên miệng hang bỗng sụp xuống vào phần trên miệng hang lộ ra. Cả bọn kéo về tới bên bờ suối. Tên thiếu tá cũng có mặt ở đó. Khi biết việc đốt hang thất bại, hắn lầm bầm chửi tục, mặt quẹo quọ. Từ đêm qua tới nay hắn gặp toàn chuyện rắc rối. Mấy hôm trước dân hòn đất còn im lặng. Thế mà từ sau khi hắn xuống lệnh giết chết một người con gái thì ngay đêm đó hắn bắt đầu phải đối phó với bao nhiêu vụ. Nào là dân chúng biểu tình ban đêm, nào là dân chúng bắt bọn lính đốn che dẫn tới chỗ hắn đòi hắn phải bồi thường rồi thằng xăm bị chặt đầu rồi kế hoạch un hang do hắn bày ra đã hỏng bét sau khi chửi thề hắn nói với tên thiếu úy ba thôi được un hang không được thì sẽ lấp hang về vụ này tôi nghi trung úy xăm và thằng hai nhỏ bị con mẹ đằng thổ chém nghe nói con mẹ điên thưa thiếu tá tôi cũng nghi vậy đâu có ai vô đó con mẹ đó coi ghê lắm phải bắt con mẹ đó mới được. Nó trốn rồi, tự nãy giờ cho lính kiến giáp xóm mà không gặp. Tôi tính bắt con nhỏ đằng thổ lai em của Trung úy xăm đem về khảo thử. Nhưng dân chúng họ cự dữ quá, họ giật con nhỏ đó lại. Thưa thiếu tá, tụi dân chúng ở đây coi bản mặt đứa nào cũng lầm lầm lì lì. Chắc phải mổ vài đứa cho tụi nó hoàng mới được. Tên thiếu tá không đáp, đưa cánh tay đen nhánh lên nhìn đồng hồ. Hắn nói, gần 2 giờ rồi, Bây giờ anh cho lính tới đó vác xác hai người đem chôn đi. Tôi còn phải lại trường học coi số lính bị thương hổm dày ra sao. Nghe nói họ dê la dữ quá. D. Mẹ kêu trực thăng rát cổ họng mà chớ có tới một chiếc. Bộ bị Việt Cộng bắn rất hết rồi sao không biết. Tên thiếu tá nói xong, quay lưng kêu bọn lính đi với mình vào xóm. Tại cái trường học mà ngay từ hôm đầu tiên bọn chúng đã vứt tất cả bàn ghế ra sân. Tên thiếu tá đứng trước một cảnh tượng khủng khiếp trên những tấm vải bạt xám trải đất, bọn lính bị thương nằm chặt hết không còn một chỗ trống. Những thân hình xám xịt, hôi hám buộc đầy bông băng cứ ngọ ngoại tay chân, quở qua quở lại. Trên vải bạt vương đầy những miếng bông dán máu khô sấm và những ốc vải băng tuột ra lòng thòng, dây máu dây đất trông rất bẩn. Bọn lính bị thương chửi rủa luôn miệng và rên rỉ đủ kiểu khác nhau tùy theo thương tích của từng tên. Chúng rên hư hư như trẻ con khóc. Chúng chắc lưỡi hoặc giết dài có tên thở hộc hộc và có những tên từ cuống họng chợt phá ra tiếng ơ ơ như người nằm mê gặp mộng dữ, muốn rú lên mà không rú được. Tại đây chỉ còn lại bọn lính bị thương nặng. Bọn bị thương nhẹ có hy vọng tiếp tục cầm súng đã được trở đi hồi trưa hôm qua, cùng chuyến trực thăng đổ xuống lấy xác tên Mỹ. Tên thiếu tá cho mày trước những hình hài lăn lộn, đang rên rỉ và chửi rủa. Mấy tên nằm ở góc ngoài chẳng biết có thấy thiếu tá của chúng đang đứng đấy hay không, mà chúng cứ lôi tên thiếu tá ra chửi. Nghe chửi một lúc, tên thiếu tá nóng mặt hất hàm bảo bọn lính. Tụi bay biểu nó câm miệng đi, không thôi ta sổ cho một băng đạn bây giờ. Một tên lính chạy sấn và nạt lớn. Im đi, làm gì mà cứ giống lên vậy, thiếu tá bắn chết mẹ hết bây giờ. Đê mẹ, thiếu tá, thiếu tá đâu, thiếu tá đâu. Mấy tên lính càng chửi dữ rồi trồm tới phía cửa, muốn chụp chân tên lính vừa nói. Tên lính hoảng sợ rụt chân, lui lại bọn bị thương gào lên như xé họng. Chúng bỏ nhoài ra phía cửa hông ngôi trường, chửi xối xả vào mặt tên thiếu tá, bảo rằng chính hắn đã bắt chúng đi chết bỏ vợ bỏ con. Tên thiếu tá đứng yên cúi nhìn mấy tên lính bị thương đang trồm về phía mình. Hắn thét. Câm, tao biểu câm miệng. Nhưng bọn này vẫn không ngớt lời quyền rủa. Chúng còn hăm nếu mà chúng chết, chúng sẽ bắt hồn tên thiếu tá đi theo một bàn tay dài ngoẵng của tên lính đã vẫy lên tới mũi giày da đen cao cổ bám đầy bụi của tên thiếu tá. Tên thiếu tá nháy mắt bảo tên lính mang tôm sông đứng gác tại cửa. Bắn nó cho tao. Tên lính kéo tôm sông ra khỏi vai, nhưng rồi tên lính ấy cứ đứng chờ ra, miệng há hốc, ngón tay đặt nơi cò súng cứ run lẩy bẩy. Nó không bắn được, tên thiếu tá không đợi nữa. Hắn thỏ tay mở bao súng rút khẩu côn 12 chĩa xuống cái đầu băng bó đỏ lòm dưới cân mình bắn đẹp ngay một phát người lính bị thương chúi đầu xuống hai bàn tay ôm lấy ống dày tên thiếu tá từ từ buông rời ra sau khi giết chết tên lính tên thiếu tá quay mũi súng sang tên lính cầm tiểu liên tôm sông nghiến hàm răng vàng loá ê sao biểu bắn mày không bắn mậy tên lính không đáp nhưng khẩu tôm sông trong tay tên lính tự nhiên cũng chĩa vào người tên thiếu tá hai họng súng đều run run tên thiếu tá bỗng tái mặt hắn thấy đôi mắt tên lính bỗng đỏ ngầu và bàn tay trái của tên lính nắm chặt lấy băng đạn tôm sông còn đầy áp. Lát sau, tay súng ngắn tên thiếu tá từ từ hạ xuống. Hắn vừa đưa mắt nhìn tên lính, vừa cho súng vào bao. Tên lính thì vẫn cứ chĩa họng súng vào người hắn. Đến mấy giây sau, tên lính mới chúc mũi súng, khoác mạnh vào vai. Rời cái trường học cứ văng vẳng tiếng rên la, tên thiếu tá nghĩ mình phải giết thằng này mới được, nếu không nó sẽ bắn mình. Tên lính cũng mấy lần liếc nhìn tên thiếu tá, thế nào nó cũng trả thù. Có dịp là mình phải bắn hạ nó trước. Trên đường đi, hai tên cùng một lúc đoán đúng bụng dạ và ý định của nhau. Tới gần 4 giờ chiều, một chuyến máy bay trực thăng của giặc đến hòn đất. Giữa tiếng sóng biển, động cơ trực thăng vẫn vọng rõ, nghe hù hù, ở bên trên tiếng sóng. Đến lúc người hòn đất nghe tiếng động cơ âm ầm thì ngước mắt lên, họ đã trông thấy tất cả có 6 chiếc tu bay vào gồm có bốn chiếc trực thăng hai động cơ mà bấy giờ bà con đã quen gọi là cán gáo. Cái hình thủ của những chiếc trực thăng này non rất quái đàn. Nó gieo cho bà con nông dân thuần phát cái ấn tượng về sự bất lương, vừa thô bạo lại vừa rất đối ma mị. Trên vòng trời xanh ngăn ngắt, những hình thù đó hiện ra ngọ ngoại lùi tới, đe dọa mọi người. Khi chúng bay qua khỏi bờ biển trào sóng, lập tức cả sáu chiếc đều sạt xuống thấp. Những cái trong chóng to lớn ở gần đầu và gần đuôi chúng quay tít, kêu lạch cạch tưởng chừng như chúng sắp sửa đổ xuống đến nơi. Nhưng không, chúng vẫn đang bay. Có điều là chúng bay thấp, nên vườn lá liền chuyển động. Những tàu lá dừa gặp phải trận gió cuộn lốc, lúc quằn xuống, lúc cong vút lên. Vườn vũ sữa, vườn măng cụt, vườn ly kima bỗng rào rào, vật vã. Tất cả mọi chiếc lá còn đẫm ánh mặt trời bị thổi diệt bay lật ngược ra sau thân cảnh. Đàn trực thăng nặng nề xả qua những vườn quả đó, nơi màu xanh mướt mượt của cây lá tiếp giáp với màu xanh sẫm của biển triều những con quái vật này rít giống rền dĩ bay quá tu những trái măng cụt nâu dám trái vũ sữa tím ửng trái mãng cầu ta xanh phơn phớt và như có giáp phấn chúng bay qua hòn đất nín lặng bấy giờ ở miệng hang còn lơ lửng vài làn khói rơm yếu ớt mong manh như những sợi chỉ đàn trực thăng bay qua khỏi hòn đất một đối bỗng vòng trở lại ruộng trống lần này đầu máy bay trực thăng nhùi xuống tiếng động cơ nổ ầm ầm vang rền. Trông chúng giống như những con cá lốc lơi vội, mà những cong chóng trên thân thì lại giống như những cái vây cá đang quạt. Cửa hông sáu chiếc máy bay đều đã hoác vào bắc sẫn thang. Mấy tên Mỹ ló đầu ra các cửa sổ ấy, ngó xuống. Tên Mỹ nào cũng đeo kính đen lớn, mặt đỏ gay. Sáu chiếc trực thăng lần lượt hạ xuống mặt ruộng. Những gốc dạ liền vật vã, cơ hồ như sắp bị nổ bật cả gốc lên. Khi những trong chóng trực thăng lệch bạch quay chậm lại thì bọn lính trong vườn chạy ùa ra, hai tên Mỹ trên máy bay bước xuống thang, đi về phía chúng. Hai tên Mỹ xì sổ nói gì, rồi có mấy tên lính chạy trở vào ven vườn. Bọn lính còn lại đi đến chỗ các máy bay đậu, leo lên thang. Chúng khuân trong máy bay ra rất nhiều bao xi măng, một số thùng sắt sơn xám và cuối cùng là một cái chân máy chiếu bóng cùng những cái loa lớn. Tên thiếu úy tâm lý chiến bộ mặt vênh váo chạy lộp bộp đến bên thằng lính vác cái chân trả bà. Hắn giờ dẫm cái chân máy chiếu bóng, nói với lũ lính, ý kiến của tao đã được bên trên chấp thuận. Hay lắm, máy móc và phim đã tới. Anh em sẽ được coi xì nề. Hát bóng Hà Thiếu Uy. Phải, hát bóng. Bỗng phía sau lưng, một tên lính, thở dài. Non nước này mà còn mà hát bóng. Vui vẻ gì mà hát. Tên Thiếu Uy nghe lọt tai câu nói. Hắn trẻ môi. Ê, không phải chiếu cho tụi bay coi đâu. Đây là chiếu cho tụi Việt Cộng và dân chúng coi, hiểu chưa? sao lại chiếu cho Việt Cộng và dân chúng coi, thưa thiếu úy. Tụi bay khờ quá, đánh với Việt Cộng mà đánh bằng súng đâu có được, phải đánh bằng cú tâm lý nữa chớ. Để tao nói cho nghe, bộ phim này là bộ phim của Hoa Kỳ. Gây cấn lắm, quay cảnh Huê Kỳ đánh với Trung Cộng và Bắc Cao tại một trái núi. Huê Kỳ đánh tan trái núi đó làm tụi Trung Cộng và Bắc Cao chết không còn một mạng. Tên thiếu úy dừng lại, tự trò vào ngực. Sáng kiến của tao đó nghe, tao yêu cầu trên cho đem chiếu bộ phim đó trước cửa hang để tụi việt cộng trong hang coi đặng dùn trí Chừng chiếu sẽ dồn dần hòn đất tới coi nữa cho nó ngán bọn lính tấm tắc vậy thì hay lắm một tên vọt miệng khen ờ chiếu cái tuồng đó chắc tụi nó ớn thiếu tá có sáng kiến thiệt hèn chi thiếu úy theo ngành tâm lý chiến là phải tên thiếu úy được khen phồng mũi hắn lấy giọng nghiêm trang đánh với việt cộng phải đánh vậy mới được chớ Nè, mà tao dặn, tụi bay biết vậy thôi. Không được đi nói zoom nghe chưa? Bọn lính bảo là sẽ không nói với ai. Chúng hè hụi khiêng vác đồ đạc vô vườn. Bọn này đi vô tới vườn thì gặp số lính bị thương cũng được võng ra tới. Tất cả có đến ngót 50 tên. Mình mẩy băng bó, đứa nằm cong mình như con tôm, đứa nằm ngoèo đầu trên mặt võng. Những chiếc võng ấy đi tới đây là đem theo mùi hôi thối và tiếng rên la tới đó. Trên mặt ruộng ngã chiều, bọn lính khiêng võng đi sồng sộc. Võng bố cứ oạt quả oạt quẹo đưa đẩy thân hình các tên lính đang oan ngoại kia không chút thương xót. Trong bọn lính cáng võng có những tên ngồm ngoàm cặp một trái mắng cầu ta hoặc một trái vũ sữa mà chúng nhặt được trong vườn. Mặt các tên lính đó coi hám ăn, hầu háu. Trông chúng mới thản nhiên làm sao, trông chúng vẫn như thường. Dẫn thân vào con đường đi đánh giặc mướn, tình đồng loại trong chúng đã chai đi. Nhưng dù thế, chúng cũng còn ra sức khiêng vác bọn bị thương chỉ có bọn Mỹ mới thực là lạnh nhạt. Phần lớn chúng đều ngồi trên máy bay đã đậu im. Chỉ có hai tên xuống lúc nãy, giờ đứng trên khoảnh đồng. Miệng ngoạm điếu thuốc dài non găng tay, phì phèo. Cả hai đều đứng soạt chân. Một tay khoanh nơi ngực, một tay thỉnh thoảng lại giật phát điếu thuốc lá ra khỏi mép. Khi những chiếc võng ngoặt quẹo tiến tới, chúng khẽ nhấc cặp kính đen đeo mắt xuống để nhìn. Rồi cả hai tên như cùng một lúc đứng nánh ra, đưa bàn tay phẩy ngang mũi, từng chiếc võng một cứ thế nặng nề đi qua, cùng với tiếng rên và mùi hôi thối. Ở một vài chiếc võng thấy nhiễu xuống những giọt gì, không rõ là giọt máu hay là mù, hay là nước gì vàng. Hai tên Mỹ ngoảnh mặt chỗ khác, giết thuốc, khạc nhổ lia lịa xuống ruộng. Đám lính khiêng võng lần lượt đi qua. Những tên lính đầu sau khi chút bọn bị thương lên sàn máy bay, giờ đã quành lại. Chúng kéo lật bệt đôi chân giày của chúng và lôi sạch những chiếc võng không trên ruộng giả sáu chiếc trực thăng bắt đầu nổ máy trở lại. Đầu tiên động cơ gầm gừ làm cho máy bay như dùng mình nhất loạt. Sau đó chúng mới gầm lớn hơn, lớn hơn nữa. Những cái trong chóng gỗ ép nãy giờ rũ cục xuống, nay lại dựng lên, từ từ quay. Trong chóng quay nhanh dần, nhanh dần rồi sau cùng chỉ thấy vun vút, loang loáng và phát ra tiếng ù ù, lạch bạch. Lúc máy bay sắp cất cánh, tên thiếu tá già tới. Hắn bắt tay hai tên Mỹ đứng dưới ruộng, nói chuyện với chúng. Trong câu chuyện, đôi khi hắn cau mày. Mặt hai tên Mỹ thì cứ khinh khỉnh. Thằng Trung úy Mỹ vừa nói bằng cái giọng như nghẹt mũi vừa hút thuốc, hút hết điếu này lại mùi điếu khác. Về sau một tên Mỹ trên máy bay thỏ tay ra cửa sổ ngoắc và la. Quích, quích. Hai tên Mỹ quay lưng chạy về phía máy bay. Tên thiếu tá chạy theo đến bên trước máy bay cán gáo mà hai tên Mỹ vừa leo lên. Tên Trung úy Mỹ thò đầu ra, Với tay chào hắn. Hắn đứng khượng, mái tóc trải ốp sừng lên, cứng còng trước cơn gió cuộn của cánh quạt trực thăng. Sau cùng hắn giơ cả hai cánh tay ra, nói lớn. You please, if you please. Tên trung úy nhếch miệng cười, gật gật đầu. Hắn khoát tay ra ý bảo tên thiếu tá lùi ra. Tên thiếu tá vội đi giật lùi. Máy bay bắt đầu nổ máy mạnh hơn. Cặp thứ nhất bốc thân mình khỏi mặt đất. Chúng bay lên từng cặp một. Tên thiếu tá giờ như đứng giữa trận rông khô đồng dạ dưới chân hắn chấp chới như muốn bứt gốc bay lên hết cả. Lúc những bụi dạ ấy đứng yên lại như cũ thì là thay, có những bụi không cất lên được nữa. Màu dạ mới trước vàng tươi, nay chợt xám ngoét. Không phải chỉ có chỗ trực thăng hạ, cũng không phải những bụi dạ này cũng bị sức gió thô bạo của những cái trong chóng trực thăng kia xô bẹt. Đây là do những mùi máu hôi thối từ các võng nhiều xuống ban nãy, cộng thêm ánh nắng hắc của ngày tàn, nên mấy bụi dạ đó mới sinh thối lây, dù nhẹp xuống, tên thiếu tá theo cái lối mòn dạ dũ đó mà đi vô vườn. Trong lúc sáu chiếc trực thăng một lần nữa ầm á chở những tên lính hấp hối xả ngang vườn cây hòn đất, bay ra biển. Tên trung úy ngồi ló đầu ra cửa sổ máy bay. Sau lần kính dâm màu xám nhật, hắn nhìn thấy sóng biển chạy trườn vào bờ, rồi sóng ấy sủi trào, giạt trở lại. Hắn còn nhìn thấy bãi cát dựng lên lăn tăn, dấu vết của nước chiều cùng ngày tháng. Và kia, những cọc nò nhô khỏi mặt biển không ngớt bị sóng vỗ vã, một cái nhà trại cất trên những cột to phơi đầy lưới, chung quanh bồng bềnh vài chiếc ghe và xuồng. Trại nỏ với hàng rào cách khoảng ấy gợi tên Trung úy nhớ tới những cái tháp đèn và những phủ tiêu trên một cửa biển nào đó mà hắn đã có dịp đi qua. Đấy là ranh giới cuối cùng đã đặt cái hòn xanh thẳm rất đối xa lạ kia ở lại sau lưng hắn. Những chiếc trực thăng bay với tốc độ mau hơn. Giữa tầng không, bấy giờ chợt hiện ra mấy cụm mây khói đen chịu nước và biển bên dưới hình như đã bắt đầu sôi sục sóng biển trong nháy mắt chuyển từ màu xanh mênh mông trở thành màu chỉ xám xịt. Tên trung úy rụt đầu vào, hạ tấm cửa kính dày xuống lầm bầm. Trời xấu rồi. Có lẽ sắp mưa, tên thượng sĩ ngồi bên nói. Tên thượng sĩ nói xong đứng bật dậy khỏi ghế ra, ghé mắt dòm xuống mặt biển trao sóng, miệng thì thào, run run. Thưa trung úy, chúng ta ra tay đi thôi. Còn gần bờ lắm. Tên trung úy đáp và đưa tay lên xem đồng hồ. Hắn bảo, Năm phút nữa. Cánh tay đeo đồng hồ của tên trung úy đặt lên tấm kính cửa sổ, giờ rờ. Mấy ngón tay múp míp mọc đầy những sợi lông vàng xoăn của hắn lướt trên mặt kính, ngọ ngoại, bồn chồn. Từ khi bốc lên khỏi mặt đất, thân máy bay rung chuyển không ngớt. Những người lính bị thương nặng, nằm trên sàn máy bay càng thêm vật vã. Tiếng rền rĩ của họ bị động cơ ầm ầm lất ái đi không còn nghe thấy nữa. Thân máy bay rung chuyển bắt máu từ các vết thương họ chảy hộp già trường hợp chấn thương này mới gớm ghê hơn cả mọi trường hợp chấn thương khác. Nó không va sốc mạnh, nó chỉ đánh động từ từ, với nhịp độ đều đều mà không dứt. Nó là sức máy, vì vậy nó lâu bền một cách độc ác. Máu của từng người lính bị bị sốc cho chạy ra, lúc đầu còn di dỉ, về sau cứ tuôn ông ngọc. Sàn máy bay làm bằng chất nhựa đỏ dám mặt sạn bây giờ ướt súng máu, và máu đó tìm chỗ chảy. Qua các đường hở nơi bậc thang, máu nhiều giọt, hòa vào cơn mưa đã bắt đầu răng kín bầu trời. Bay xiên xuống mặt biển trắng mịt như sương như khói. Tên trung úy Mỹ đứng dậy bỏ chân bước ngang mình bọn lính bị thương nằm nơi sàn. Hắn rẽ ngoặt vào buồng đặt máy vô tuyến điện thoại. Lát sau hắn trở ra, bước vụt qua mình các tên lính. Hắn bảo tên thượng sĩ. Bắt đầu đi. Tên thượng sĩ cởi áo, gión gót giày bước tới sát vách máy bay. Hắn dùng chân nắm chặt lấy một vòng sắt coi giống như cái vô lăng xe có quấn đầy dây cáp, thỏi ra nơi vách. Tên thượng sĩ đưa mắt liếc nhìn bọn lính nằm dưới sàn nhựa lần nữa, rồi nghiến răng xoay mạnh cái vòng sắt. Dây cáp tuồn tuột tháo ra. Lớp sàn bỗng nhiên chuột hẳn xuống, chống hoắt một lỗ vuông vứt đổ hai thước cạnh. Bảy tám tên lính bị thương vụt chuồi người theo khoảng sàn nhựa vừa há ra đó, bay hát đi. Còn vài tên không nằm đúng trên khoảng sàn, lập tức bị tên trung úy Mỹ co giày đạp hất xuống. Có tên chỉ kịp kêu trời ơi, rồi lọt thỏm xuống ngay. Tên sau rốt, lọt cả người xuống rồi, nhưng hai tay với kịp, cố bám dịch lấy thành sàn. Thằng Trung úy co giày định hất đôi tay ấy ra, nhưng không biết nghĩ sao. Hắn lại khom lưng cúi nhìn bàn tay người lính đang cố víu lấy mép sàn. Đôi bàn tay của người lính lóng cóng, các đốt tay ngón tay giá rời buông dần, buông dần từng phân sàn nhựa. Cuối cùng không cưỡng nổi sức gió bên dưới, mấy ngón tay đó buông hẳn. Đám lính dẫu bị thương nặng mấy, lúc rớt xuống biển họ cũng chật tỉnh lại vì nước biển chiều mưa ấm ấm đã lay dậy sức sống cuối cùng trong ngót 50 cái cơ thể đớn đau. Chính là nước biển đã giúp họ hiểu ra những cái phút giây khốn đốn nhất của đời họ. Khi biết rằng đây là cái chết thật sự, những con người đó bơi lội dãy ruộng một cách tuyệt vọng trong sóng. Máu hòa vào nước biển, và nước biển mặt lại sát vào các vết thương trên người họ. Không mấy chốc họ đều đuối sức. Những lớp sóng màu chỉ lần lượt nhận họ chìm xuống. Những người cố vùng vẫy nhất rốt cuộc cũng bị sóng đánh gục tất thể 46 người lính bị thương đều chìm nghìm xuống mặt biển chiều hôm đang gầm gào, xám xịt mưa rồng. Hạ sĩ cơ nhấc ly rượu uống một hơi, ba người lính bảo an chạc tuổi anh ta cũng nhấc ly lên uống. Họ đặt mấy cái ly không xuống ván, thỏ tay gión lấy mỗi người một thứ khô mực sẽ để trên đĩa. Mưa rơi trên mái quán thí ba u mỗi lúc một nặng hạt. Từ nay giờ thím ba đứng ngoài cửa nhìn trời, thấy trời đổ mưa to, thì thím mừng lắm. Ngay từ lúc mây khói đen bay nhanh và gió trở ngọn lành lạnh, thím đã bảo bụng, ở, ờ, mưa đi ông, làm ơn mưa dùm một trận lớn cho anh em tôi trong hang nhờ coi. Sau khi nướng xong mực cho mấy người lính cảm tình, thím ba già đứng luôn tại cửa. Đặt hai bàn tay xòe hết ngón nơi cạnh sườn, thím ngóng nhìn cụm mây đen kịt. Chưa bao giờ thím trông đợi trời mưa như bữa nay. Khi mưa rác hột xuống mái nhà, thím lại mong tiếng rơi của nó hãy nặng hơn. Ông trời làm coi được quá mấy cậu ơi thím bước vô nhà và nói với bốn người lính như vậy. Hạ sĩ cơ bào, chẳng biết mấy ông ở trong có hứng được nước mà uống hay không. Được chứ, thím ba ú nói nho nhỏ. Vậy thì mấy ông hết khát rồi. Phải, không khát đâu, hễ có mưa là nước chảy lọt vô kẽ hang, thiếu chi. Hạ sĩ cơ nói, mọi khi ra gần riêng ít khi có mưa lớn lắm. Thím ba ú cười tủm tỉm, nói giọng nửa dẫn nửa thật thì mọi năm có như vậy đâu tôi gấm ông trời ổng ủng hộ cho việt cộng đó nha mấy cậu một anh lính ngồi ở trong góc ngó trầm bầm những giọt mưa trên mái nhà tí tách rơi xuống cái rãnh ngoài cửa bấy giờ đã có nước cuộn chảy và nổi nhiều chiếc bong bóng nhỏ xíu người lính ấy nói còn tôi hễ ngó trời mưa là tôi giàu thúi ruột hồi giữa cái năm tôi bị bắt lính thì mái nhà tôi đã dậu quá cỡ lợp lá cần đốp thì giỏi gì một năm cũng phải lợp lại đằng này chịu đựng gần hai năm chịu sao thấu. Dầu nhất là đêm mưa, vợ la con khóc, vác chiếu chạy tới góc nào cũng đều bị rột. Ở trong nhà không khác chi ngoài sân. Nên ông trời ổng đổ mưa là ổng hại tôi. Giờ tôi ngồi đây chớ vợ con ở nhà không biết chừng bị ướt giáo trọi rồi cũng nên. Người lính dừng lại. Hai ngón tay anh ta xe xe thớ khô, nói tiếp. Ở chỗ tôi lá lợp nhà mắc lắm. Hồi thời bình lái lá ở miệt thủ trở lên còn dễ. Bây giờ giặc rã khi lên khi không, mà bây giờ lái lá có trở lên cũng phải bán cho nhà vựa. Chủ nhà vựa là mấy lão hội đồng xăm mua của lái với giá 2 ngàn một thiên, bán ra 2 ngàn tám, 3 ngàn sấp lên. Vợ con tôi đào tiền đâu ra mà mua? Kẹt lắm, ở xứ tôi kẹt lá lắm. Xin lỗi vậy chớ xứ cậu ở đâu? Thím ba ú hỏi. Ở chắc cả đao, trong khu trù mật. Thím ba ú liếc nhìn người lính. Chắc cả đao thì tôi biết. Nhưng, nhưng mà. Thím nói tới đó liền hạ thấp giọng vừa đủ để người lính nghe. Cậu, cậu tính đi mà lại đi về khu trù mật nữa sao? Không, không, khu trù mật đó bể rồi, bể hồi tháng 9. Thím ba mới vỡ lẽ. À, à, ra vậy. Trong lúc bên ngoài mưa tầm tã, thím ba khi bước xuống đất, khi ngồi lên ván, đong rượu rót rượu. Hết khô thì thím chế rượu đó ra đĩa, nướng khô bằng ngọn lửa rượu trờn vờn, tim tím. Hết giấm thì thím sất dấm, Mọi việc đó thím lo chu tất, gọn gàng. Mấy người lính đều khoan khoái, song cũng có vẻ hơi cóm gióm. Họ suýt xoa miệng, họ xoắn đôi bàn tay vào nhau hoặc giờ dẫm đưa lướt tay tới lui trên đùi. Xem ra họ có vẻ sung sướng lắm. Chừng như trong cuộc đời làm lính mướn khổ nhục của họ thì cái buổi chiều mưa lạnh được ngồi nhâm nhi này không phải là dễ kiếm mà cũng không phải người chủ quán nào cũng đối xử tử tế như thím ba đây. Nên trong sự khoan khoái cóm gióm kia của họ còn có sự cảm động. Gần một tuần lễ ở đây, họ đã tới quán thím ba năm bảy lượt. Đầu tiên là hạ sĩ cơ, về sau hạ sĩ cơ rủ dê dắt thêm họ. Hôm kia hạ sĩ cơ đã ngỏ ý với thím ba là họ muốn bỏ trốn, nhờ thím mối mang giúp đỡ họ lọt qua vàm răng. Thì thế nào họ cũng kiếm cách về được nhà ở mặc cần dưng, ba dẫu, vĩnh hanh, và chắc cả đao nên bữa chiều nay họ lại tới quán. Mấy người lính tiếp tục uống rượu. Thím ba ú cứ đưa tay giờ mép cái đĩa đựng khô mái một lúc rồi nói. Tôi thấy mấy cậu đi cực khổ. Bỏ vợ bỏ con thì tôi cũng bứt dứt nên tôi có hứa giúp mấy cậu. Hứa là hứa vậy, chớ thiệt ra cũng ăn thua ở mấy cậu thôi. Không biết mấy cậu đã quyết ý chưa, tôi cũng ngại. Hạ sĩ cơ vội bảo. Thím đừng ngại, tụi tôi nhất quyết rồi mà. Xin thím giúp cho được sớm chừng nào tốt chừng ấy. Hồi nãy thím không thấy trực thăng nó tới chở tụi bị thương bay khẳm dừ đó sao? Nếu mà thím thiệt lòng muốn tụi tôi thoát cảnh đó thì thím phải giúp tụi tôi mới được. Đành là tôi giúp, nhưng mấy cậu phải dứt khoát không do dự. Dứt khoát chớ, bộ thím không tin tụi tôi sao? Người lính quê ở chắc cả đao nói. Thím ba ú bèn cười, lát sau thím buông rời hai ngón tay ra khỏi mép đĩa, nghiêng người sang hạ sĩ cơ nói ghé vào tay anh ta. Thôi được, ngày mai trời sụp tối, cậu chín dắt anh em lại ngã ba đây, tôi đợi. già dạ, nhớ nghe mấy cậu phải y hẹn. nếu chật vuột thì không có dịp nào nữa đâu, tôi đã. được rồi, được rồi. hạ sĩ cơ gật đầu liên tiếp hai ba cái. thím ba lại dì tay anh ta. cậu giận kỹ anh em là phải giữ kín. thôi tin ở cậu. không sao, thím đừng lo. hạ sĩ cơ uống thêm một ly nữa rồi bước xuống đi ra cửa. thấy cơn mưa đã ngờn ngớt. Anh nói, thôi, uống hết chỗ rượu đó rồi về anh em. Ba người lính uống cạn ly rượu. Họ bước ra đứng nơi cửa, lóng ngóng rồi kẻ trước người sau chạy vụt ra đường. Sực nhớ lời chỉ hai thép mới căn dặn, thím ba còn níu áo hạ sĩ cơ dặn thêm. Về vụ súng ống, có thêm cây nào nữa thì càng hay, nhưng khó quá thì thôi nghe, không nên lấn cấn lâu, dễ lộ. Cứ vắp bốn cậu bốn cây cho chắc, nhớ sụp tối ra ngã bà, tôi đợi mấy cậu ở đó. Bà con có gom góp được ít tiền cho mấy cậu làm lộ phí, đừng lo. Hạ sĩ cơ nghe vậy thì cúi thấp đầu, mắt hấp hái. Anh ta khẽ nói, thôi tôi về nghen thím. Anh bước thoát ra cửa, bấm mũi giày lên mặt đường đất trơn nhẫy. Trịnh choạng chạy theo ba người lính phía trước. Chốc sau, anh đã đuổi kịp họ. Trong cơn mưa dịu bớt, anh vừa nhanh chân bước vào lào phào nói cho ba người lính biết những điều mà thím ba ú vừa nói với anh cơn mưa ngớt, nay lại đổ ảo xuống, lớn hơn. Bốn người lính chạy lại, tay giơ lên, chới với. Mưa mỗi lúc một to, thoáng thấy bóng cây me là mờ hiện ra sau màn mưa răng, hạ sĩ cơ chỉ tay nói. Ở đó có nhà của ông già mù, dẫn tới đó đụt. Họ chạy giết tới cây me, bốn người dừng đứng dưới gốc me, rũ rũ quần áo một lúc rồi chạy vô nhà ông tư đờn. Ông già đang ngồi nứt vành cái rổ xúc, nghe tiếng giày lộp bộp thì biết ngay là lính ông còn phân biệt được đâu là tiếng giày bố nữa, nên biết chắc là lính bảo an. Đứa cháu gái khoảng 12-13 tuổi ở trong bếp chạy ra, đứng quệt quẹt tay vào ống quần hỏi. Mấy ông kiếm gì? Không, ghé đụt mưa chút mà em. Một anh lính đáp và dây sang nói với ông Tư. Bác làm ơn cho tụi tôi đụt nhờ nghe bác. Ông Tư vẫn buộc cái vành rổ. Mấy ông cứ đụt. Đứa gái nhỏ lướt mắt ngó họ rồi chạy vào bếp, bốn người lính ngồi trồm hồm dưới đất, khoanh tay dế, ngó coi ông tư nứt vành rổ. Một anh tấm tắc. Bác đương cái rổ xúc này khéo quá. Tôi đương vụng chớ không đặng khéo đâu. Ông tư thoái thắc, anh lính hơi cụt hứng, xét lẽn. Nhưng anh ta lại cố hỏi thêm. Như bác đương một ngày được mấy cái? Có nàn sẵn thì hai cái. Ông tư đáp gọn lòn. Hỏi câu nào ông trả lời câu đó chứ không trả lời hơn bác đương rổ như vậy kiếm ăn đủ không? Ông Tư từ từ ngước cặp mắt tối đục. Không đủ thì cũng phải đủ chứa ông. Tật nguyền, như tôi thì làm bữa nào đông gạo bữa nấy. Đâu thể bằng thiên hạ được. Tụi tôi đi đây không chỉ đủ ăn gạo như bác thôi, chớ sung sướng khỉ gì. Ông già nghe nói chợt buông lòng cọng mây trên tay. Mấy ông nói tôi nghe không lọt, thân già tàn tật như tôi bị sao được với mấy ông kia chớ. Mấy ông còn đủ tay chân, cầm súng rong ruổi tháng tháng lãnh lương, rồi thường khi còn kiếm được con gà con qué mà mấy ông nói không sung sướng. Tôi nghe không lọt. Nói bác không tin, chớ tụi tôi cực lắm. Tôi biết mấy cậu cực, cực mà đi tới đâu cũng có thịt trâu, thịt gà ăn. Hạ sĩ cơ buồn giàu chắc lưỡi. Bác ơi, bác đừng nhức tụi tôi chi tội nghiệp. Tụi tôi không phải như mấy thằng bắn trâu bắt gà của bà con đâu. Ông tư mò kiếm cọng mây, tiếp tục sò buộc vành rổ tôi đâu dám nhấc mấy ông. Mà tôi cũng đâu biết là ông lính nào bắt gà, ông lính nào bắt gà, ông lính nào không bắt gà. Tôi chỉ biết lính mấy ông cốt tử là hay bắn trâu, bắt gà. Mới hôm qua đây bắt con gà mái đẻ của tôi còn nằm trên ổ, cháu tôi chạy theo dành hết sức mà dành không lại. Tụi nó khác, tụi tôi khác bác ạ. À. Tụi tôi trước cũng là dân ruộng, chết đói thì chết chứ không giật đồ của cô bắt đầu. Mấy ông nói vậy thì tôi biết vậy chứ tôi đâu biết hơn được tụi tôi nói thiệt mà. Thôi thì tôi cũng cho là mấy ông nói thiệt. Kể như bây giờ mấy ông còn tử tế, nhưng tôi e đi hoài kiểu này thế nào mấy ông cũng làm ẩu. Đi lính quốc gia mà không giật đồ, tôi không tin. Bốn người lính ngó nhau, không biết nói năng sao với ông Tư nữa. Mưa bên ngoài vẫn tầm tã. Trời tối mịt, ông già bỗng dịu giọng và đổi cách xưng hô. Mưa lớn quá, trời tối chưa mấy cậu. Tối rồi. Ông Tư giáo cháu, tím ơi, đốt đèn đi con. Con bé ở trong bếp đang thổi lửa phù phù. Hồi sau nó gión rén bưng thép đèn mỡ cá đi ra, đặt lên trống tre. Rồi nó dọn đĩa chén. Nghe đứa cháu cua đúa rột rẹt, ông tư buông cái rổ hỏi bốn người lính. Mấy cậu ăn cơm chưa? Dạ rồi. Tưởng chưa thì ở ăn cơm, tôi kêu nó nấu. Dạ, cảm ơn bác, tụi tôi ăn rồi. Ông tư đần đứng dậy, khom lưng, tự đấm vào lưng mình thùm thụp. Ông qua bàn tay tới chốc sở thành chóng, ngồi lên. Con tím đưa cho ông nó đôi đũa và chén cơm mới bới. Ông cầm đũa, xới xế cơm trong chén. Bỗng ông dụi đầu đũa xuống chén, im đi một chốc rồi hỏi. Vậy trước khi đi đây mấy cậu là dân ruộng? Dạ phải, hạ sĩ cơ đáp. Sao không ở nhà mần ruộng, đi đây chi? Ông tư hỏi xong, chậm rãi và cơm, con tím gắp chỗ có nạc trong tô canh chua bỏ vào chén cho ông tô canh này đặt phía bên ông tư hình như đứa cháu gái nấu tô canh riêng cho ông nó ăn thấy nó chỉ nhỏ nhẹ ăn với cá khô giữa lúc hai ông cháu ăn cơm một anh lính thấy cây đần độc huyền treo nơi vách thì bước tới coi anh ta khều sợi đồng bật lên tiếng kêu thánh thót thốt nói cây đần này mà tiếng tốt quá ông tư vẫn lặng thinh và cơm nhưng đôi con mắt tối đục của ông chợt hướng về phía sợi dây đần còn ngân dung chưa dứt. Ông bảo, giọng nghiêm trang. Cậu nào đơn được thì lấy xuống đờn chơi, đừng khều phá. Anh lính được dịp bợ cây đần xuống, ra ngồi ngoài bậc cửa lẩy tăng tăng. Anh ta cũng quào được mấy câu vọng cổ. Tiếng đần nhấp nhem của người lính nghe cứ lẩn cẩn, lúc dài ra thầm thượt lúc lại hống đi như người bị nất. Ông tự ăn cơm xong, mưa vẫn không ngớt. Ông bước xuống mò kiếm một cọng tre, ngồi xổm gối trên minh đệm, xỉa răng. Hai hố mắt ông ngó ra ngoài trời mưa chứ không màng tới tiếng đờn của người lính. Anh lính quào hoài có mấy câu ý chừng cũng ngượng. Anh nói ướm. Nghe nói bác đờn hay lắm. Bác đờn nghe chơi. Ông Tư như sực tỉnh, ngước mắt hỏi. Cái gì? Tui đờn é e à? Phải, bác đờn đi, bác đờn đi. Hạ sĩ cơ cũng khẩn khoản. Ông già nín thinh hồi lâu, mới nói ngón đờn của tôi không tươi đâu. Không, tụi tôi biết bác đần hay lắm. Bác đần cho con em đây nó ca cái bản gì mà để cờ để cờ đó đi. Trời còn mưa dữ quá, tụi tôi trở về được đâu. Ông già vẫn khước từ. Thiệt, không nói dấu gì mấy cậu. Đời tôi nghèo cực không thôi, nên chữ đờn của tôi không đặng tươi. Người ta chê chữ đần tôi nghe nó ai oán lắm. Mặc dù ông tư từ chối, hạ sĩ cơ vẫn bợ cây đần trên tay người lính nọ, trao lại cho ông ông tư sợ cây đờn rớt, bèn rút gối chân xuống, ôm cây đờn vào lòng. Ông đưa tay run run dở lướt trên thân đờn hồi lâu, chép miệng nói. Tối hôm nọ cũng có mấy cậu lính tới biểu tôi đờn cho mấy cậu nghe, thấy họ ăn nói tử tế như mấy cậu, mà lại cứ nài nỉ hoài, tôi mấy đờn. Về sau họ tới nghe chật nhà, bỏ cả canh gác tuần phòng sau đó nên ông đại úy đi kiếm chửi bới om sòm. Ông đuổi mấy cậu lính về, quát tháo tôi, ông già, tôi cấm ông không được tụ tập quyến rũ lính tới đờn ca nữa nghe tôi thưa bẩm ông tôi đâu có tụ tập quyến rũ mấy cậu từ đầu tôi đã nói với mấy cậu là tôi không đờn nhưng mấy cậu cứ một mực khăng khăng bắt tôi đờn cho mấy cậu nghe buộc lòng tôi mới đờn ông đại úy ham tôi từ giày trở đi ông đừng đờn nữa không thì tôi đập nát cây đờn của ông đà. tôi mới thưa dạ từ giày mấy cậu mà có dù tôi cũng không đờn nữa ông tư kể vào bàn tay gầy guộc của ông không ngớt giờ dẫm vuốt ve thân đờn to tuổng như cây đền nay còn nằm trong lòng ông là một sự may mắn lắm vậy. Bây giờ bác cứ việc đờn đi, khỏi sợ. Ông đại úy nguèo hồi hôm kia rồi. Tôi có nghe, tôi nghe đồn ông bị bắn chết trước miệng hang. Phải không? Phải, chết trước miệng hang. Vậy cái ông mới lên thay ông thì sao? Nhắm có đòi đập bể đờn tôi nữa không? Giọng hỏi của ông già bây giờ chật như có nấu tiếng cười. Mấy người lính nói. Không đâu, thằng cha trung úy mới lên thay này nó không chú ý đâu. Vậy thì được, để tôi đờn mấy cậu nghe. Ông Tư nói rồi liền vặn trục đờn kèn kẹt. Ông rút cây găm tre ở cuối thân đờn, cất tiếng gọi cháu. Tím ơi, rửa chén rồi chưa con? Chút xíu nữa ngoại ơi. Ờ, rửa rồi ra đây ngoại biểu. Ông già quắp cây găm đờn trong năm ngón tay, ngồi đợi. Bốn người lính ngồi nhít tới. Lát sau con tím nhong nhong đi ra, ông Tư nghe tiếng bước chân nó, liền giơ tay. Ngồi xuống đây con, ngoại đần, con ca bản nam ai cho mấy cậu này nghe. Đứa cháu gái nghe ông nó bảo thế thì mặt lộ vẻ không vui. Nó với tay kéo cái đuôi tóc nhỏ xíu như cái đuôi mèo ra trước ngực, nói ngùng ngoẳng. Con hồng ca đâu? Ông Tư cười, bảo mấy người lính. Mấy cậu thấy không? Nó còn giận vụ con gà mái đẻ đó. Rồi ông nhỏ nhẹ nói với cháu. Ca đi con. Mấy cậu lính đây tử tế chứ không phải như tụi hôm qua đâu. Mấy cậu cũng nghèo như mình. Con tím chẳng nói chẳng rằng, nó với cái khăn sọc vắt trên vai ông nó lau đôi bàn tay nhỏ ướt nước. Lau rồi, nó vắt khăn lên vai ông nó như cũ. Dưới ánh đèn mỡ cá chập chờn, nó mở to mắt nhìn chầm chầm xuống đệm. Thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn mấy người lính. Ánh mắt của con tím hơi dịu bớt vẻ hàn học. Khuôn mặt của nó coi sáng sủa, nhưng da mặt bị rỗ huê lấm tấm, chắc là dấu vết của một trận đậu mùa khủng khiếp nào đó để lại. Ông già biết chắc cháu mình thế nào cũng sẽ hát, nên một tay cầm trục đờn, một tay cầm găm ông bắt đầu dạo vồ. Khi những ngón tay khô gầy của ông xeo nhẹ cây găm, tức khắc sợi dây đồng chợt như dùng mình nức nở. Khúc dạo vô chưa chi nghe đã dưng dưng, thê thiết. Con tím như bị tiếng đờn của ông nó thu hút. Đôi mắt con bé từ từ ngước lên, long lanh sáng rực. Nó nhìn ra đêm mưa rơi, và bàn tay bé nhỏ của nó bỗng biếu chặt lấy vạt áo móc cời của người ông. Chữ đờn cuối của khúc nhạc dạo chợt ngắt ngang. Bàn tay cầm trục của ông tư co quắp lại, giật bắn lên. Còn bên tay cầm găm của ông thì cất quá khỏi sợi dây đờn lúc ấy đang ngân cao vời vợi. Không khí gian nhà bỗng như lắng xuống, con tím liền cất tiếng ca. Khi vâng ơ, chiếu chỉ ra để cờ. Cây găm trong tay ông tư cũng liền lẩy đờn rất nhanh chữ đờn của ông Dìu đưa tiếng ca của đứa cháu bay theo. Từ chàng đi ơ, thiếp bật tin đợi chờ. Như hồng nhạn cao phi, sông hớn ơ, bơ vơ. Não nùng tiếng ngẩn ngơ, má phấn ơ, duyên phai lật. Hồng nhan luống đợi chờ, chướng lý đành để dính bụi trần nhờ. Tiếng ca của con tím nghe non nớt quá, mà tiếng đờn của ông Tư là tiếng đờn già dặn của cả một đời người 60 năm tuổi cực đau thương dồn nén sự khác biệt đó tạo nên một mối tương phản lạ lùng. kia cờ ai tiếng trống gióng xa xa, ai hay là chiếu chỉ triệu chồng ta. Trốn giang biên chàng có hay chăng là, giọng ca của con tím chấp chới. Từ chàng ra trốn cung đao, thiếp trông tin chàng như cá trông sao. Sợi dây đần bây giờ không lẻ loi nữa. Dường như không phải chỉ có mỗi mình nó trên thân đần nữa mà là có rất nhiều sợi. Đây thật không thể nói là ngón đần tươi hay không tươi, ai oán hay không ai oán. Đây là tiếng đờn chạy lòng chạy giả, buộc người xa vợ phải nhớ vợ, ai xa con sẽ nhớ con. Đây là sợi tơ đồng giáo gọi tình thương nhớ làng quê, nhớ sông nước bến bờ, nhớ mồ mặt tổ tiên. Bốn người lính đều cúi đầu, tóc phủ xóa gối. Trong lúc tiếng đờn vẫn cứ khoác khoải vẳng lên những tiếng đờn ly biệt, bồn chồn, Ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, ánh đèn mỡ cá lù mù rội những hạt mưa ngoài cửa đang bay xiên, loang loáng. Kênh ký ức chiến tranh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại